xin chào tất cả các con. Buổi học ngày hôm trước, chúng mình đã được làm quen với rất nhiều nét cơ bản như nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải, nét móc xuôi, nét móc ngược và nét móc hai đầu. Và buổi học ngày hôm nay, cô Thúy sẽ giúp chúng mình cùng làm quen với những nét cơ bản mới nhé. Đây là nét cong phải, chúng mình đọc với cô Thúy nhé. Nét cong phải, nét cong phải, nét cong phải. Nét cong phải là một nét có đường cong về phía bên phải. Còn đây là nét cong trái, chúng mình cùng đọc với cô nhé. Nét cong trái, nét cong trái, nét cong trái. Nét cong trái là một nét có đường cong về phía bên trái. Còn đây là nét cong kín, chúng mình cùng đọc với cô nhé. Nét cong kín, nét cong kín. Nét cong kín là một vòng tròn khép kín. Cô đố các con, đâu là nét cong phải, đâu là nét cong trái và đâu là nét cong kín? Chúng mình hãy quan sát thật kỹ. Nét cong phải cho cô nhé. Là nét nằm ở vị trí số 3. Xin chúc mừng tất cả các bạn chọn đáp án giống của cô nhé. Nét cong trái là nét nằm ở vị trí số 1. Xin chúc mừng tất cả các con. Và nét cong kín nằm ở số mấy nhỉ? Nét cong kín nằm ở số 2 đó các con ạ. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn đã chọn vị trí số 2. Ngoài trò chơi ra, cô Thúy còn chuẩn bị các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các nét nữa đấy. Chúng mình cùng xem nhé. Hôm nay chúng mình đã biết đâu là nét cong kín, đâu là nét cong phải và đâu là nét cong trái chưa? Vậy chúng mình hãy cùng nói cho ông bà, bố mẹ về sự hiểu biết các nét cong của chúng mình nhé. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô Thúy xin chào các con và hẹn gặp các con vào buổi học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các con.